Công nhận công ty Kim chọn địa điểm Business Trip có tâm ghê. Đây, Kim vừa có một tuần trải nghiệm thiên đường giải trí, thành phố ăn chơi bậc nhất thế giới, Las Vegas. Đúng là phải đi để mở mang đầu óc, học cách tiêu tiền, vì ngay tại sảnh sân bay đã có những cái máy đánh bạc này rồi. Người ta gọi đây là slot machine. Chuyện đánh bạc ở Las Vegas tương tự như ăn cơm uống nước hàng ngày vậy. Nơi đây tập trung những casino lớn nhất và có khả năng phục vụ hàng ngàn người cùng một lúc. Máy đánh bạc có ở khắp mọi nơi như sân bay, siêu thị, chợ, các hoạt động ăn chơi, giải trí nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm. Kim thì không mê chơi bài, nhưng cũng vào casino xem người ta chơi cho biết. Cảm giác rất là tò mò luôn đó. Kim ấn tượng vô cùng với phong cách kiến trúc ở đây. Ở Las Vegas, người ta xây cả một nước Ý thu nhỏ ở khách sạn Venetian. Có những khách sạn mô phỏng kim tự tháp như là ở Luxor, tái hiện New York như là khách sạn New York, hoặc là cả một châu Âu ở khách sạn Planet Hollywood. Những khách sạn này đều xây dựng hoành tráng và vượt xa trí tưởng tượng của mình. Thời tiết nóng như cái lò sauna, nhưng Kim và đồng nghiệp cũng tới được công viên đá 7 màu, nơi giới trẻ toàn thế giới tới check-in và sống ảo. Nói chung cái gì cũng rất to, rất rộng, rất nghệ thuật và rất độc đáo. Ở đây, cộng đồng người Việt cũng khá đông. Có những khu vực như là đường Spring Mountain, rất là đông người Việt và người Hoa, là nơi mà nhóm của Kim có thể tìm thấy phở và các món ăn Việt Nam. Nếu bạn cũng đang mơ mộng về Las Vegas thì hãy comment bên dưới nha.